Sáng ngày 9 tháng 11 tại trường Trung học cơ sở Hồng Thái Đông, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018-2019. Diễn ra dưới hình thức một cuộc thi, chương trình có chủ đề tìm hiểu về trái đất xanh và vệ sinh trường học với sự tham gia của 3 đội chơi đến từ trường Trung học cơ sở Hồng Thái Đông. Các đội phải trải qua 4 phần thi làm màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, tuyên truyền, xé dán bình chanh và thực hành rửa tay bằng xà phòng. Tại ngày hội, các em học sinh còn được tham gia thảo luận, trả lời các câu hỏi xung quanh chủ đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018-2019 được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn nông thôn, từng bước thay đổi hành vi tập quán của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trường học, có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.